trường thời trang nữ Angel xin cứ gửi tới toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại địa chỉ đường 221 xã Nam Trung, huyện Tiên Hải, Thái Bình, cạnh quán karaoke Kingdom. Thời trang nữ Angel chuyên tư vấn cung cấp và thiết kế các mẫu thời trang mới nhất, đa dạng và thịnh hành nhất như quần jean, váy ngắn, đầm dạ hội, váy dự tiệc, túi sách cùng nhiều sản phẩm hấp dẫn khác. Hàng đủ size, đủ số, màu sắc đa dạng, mặc cực sang, cực chảnh mà giá thì vô cùng đồng đảnh, giúp chị em thỏa sức lựa chọn. Nhân dịp khai trương shop thời trang Angel giảm giá cực sốc 10% cho tất cả các sản phẩm tại shop, khuyến mại hết ngày 20 tháng 10 năm 2022. Đặc biệt, các khách hàng đến với shop thời trang nữ Angel vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10, còn được tặng thêm một vé voucher giảm giá cho lần mua tiếp theo. Chào đón quý khách đến mua sắm vào ngày đại tiệc sale có 102 này. Các chị em tranh thủ thời gian ra shop thời trang Angel tại địa chỉ đường 221 xã Nam Trung, huyện Tiên Hải, Thái Bình, cạnh quán karaoke Kingdom để tham quan và tận hưởng yến tiệc sale, ắm chọn những mẫu quần áo thời trang sang xịn mịn và giá thì siêu hời thôi nào. Thời gian khuyến mãi áp dụng từ ngày hôm nay, chủ nhật ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022. Chúng tôi luôn luôn gửi đến quý khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất về phong cách phục vụ chuyên nghiệp, kèm theo là những sản phẩm sang trọng chất lượng nhất, một thương hiệu mang phong cách của Angel. Mua thả ga không lo về giá, sale cực sốc, số lượng có hạn. Quý khách hàng hãy nhanh chân đến với thời trang nữ Angel để tham quan mua sắm và nhận được rất nhiều khuyến mãi với giá thì cực kỳ hấp dẫn. Xin trân trọng kính mời. Khai trương thời trang nữ Angel xin cứ gửi tới toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại địa chỉ đường 221 xã Nam Trung, huyện Tiên Hải, Thái Bình, cạnh quán karaoke Kingdom. Thời trang nữ Angel chuyên tư vấn cung cấp và thiết kế các mẫu thời trang mới nhất, đa dạng và thịnh hành nhất như quần jean, váy ngắn, đầm dạ hội, váy dự tiệc, túi sách cùng nhiều sản phẩm hấp dẫn khác. Hàng đủ size, đủ số, màu sắc đa dạng, mặc cực sang, cực chảnh mà giá thì vô cùng đồng đảnh, giúp chị em thỏa sức lựa chọn. Nhân dịp khai trương shop thời trang Angel giảm giá cực sốc 10% cho tất cả các sản phẩm tại shop, khuyến mại hết ngày 20 tháng 10 năm 2022. Đặc biệt, các khách hàng đến với shop thời trang nữ Angel vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10, còn được tặng thêm một vé voucher giảm giá cho lần mua tiếp theo. Chào đón quý khách đến mua sắm vào ngày đại tiệc sale có 102 này. Các chị em tranh thủ thời gian ra shop thời trang Angel tại địa chỉ đường 221 xã Nam Trung, huyện Tiên Hải, Thái Bình, cạnh quán karaoke Kingdom để tham quan và tận hưởng yến tiệc sale, ắm chọn những mẫu quần áo thời trang sang xịn mịn và giá thì siêu hời thôi nào. Thời gian khuyến mãi áp dụng từ ngày hôm nay, chủ nhật ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022. Chúng tôi luôn luôn gửi đến quý khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất về phong cách phục vụ chuyên nghiệp, kèm theo là những sản phẩm sang trọng chất lượng nhất, một thương hiệu mang phong cách của Angel. Mua thả ga không lo về giá, sale cực sốc, số lượng có hạn. Quý khách hàng hãy nhanh chân đến với thời trang nữ Angel để tham quan mua sắm và nhận được rất nhiều khuyến mãi với giá thì cực kỳ hấp dẫn. Xin trân trọng kính mời!